Xin chào tất cả các bạn đến với kênh Mẹ Bé Thủy Thảo. Đây là kênh dành cho những mẹ nào muốn tìm hiểu các dòng sản phẩm dành cho mẹ và bé, cách chăm sóc mẹ bé như thế nào là tốt nhất. Và kênh của mình cũng sẽ review tất cả các dòng sản phẩm dành cho bé trên thị trường Việt Nam và trên thế giới. Ngoài ra thì sẽ trả lời các câu hỏi tư vấn cho các mẹ bỉm sữa. Bạn nào có bất kỳ câu hỏi nào trong cái quá trình chăm sóc con, có vấn đề gì về sức khỏe hay là cách chọn sữa cho con, các bạn có thể IB trực tiếp vào số Zalo bên trên của kênh Mẹ Bé Thủy Thảo, cũng như là nhận xét trực tiếp trong từng video để bên mình có nhân viên trả lời và tư vấn trực tiếp cho các bạn. Bây giờ ngày hôm nay thì mình sẽ làm một video mà hầu hết tất cả các mẹ hay hỏi kênh Mẹ Bé Thủy Thảo là làm như thế nào để phân biệt được, biết được con mình có bị suy dinh dưỡng hay không, và những cái dấu hiệu, những cái nguyên nhân nào dẫn đến cái tình trạng suy dinh dưỡng của con. Thì các mẹ hãy cùng theo dõi với kênh Mẹ Bé Thủy Thảo trong video ngày hôm nay nhá. Trước khi mình nói về video này, cũng mong được những nốt like, những nốt đăng ký cũng như là những sự ủng hộ của các bạn cho kênh Mẹ Bé Thủy Thảo để kênh ngày càng phát triển hơn, đưa thật nhiều video hay ý nghĩa đến cho các bạn chăm sóc con của mình. Và bây giờ thì mình sẽ vào những nguyên nhân gây đến tình trạng suy dinh dưỡng thấp còi ở trẻ nhỏ. Được kể đến một cái nguyên nhân đầu tiên, đó là bé không được cung cấp đầy đủ các dinh dưỡng và do cái quá trình chăm sóc của mẹ không đúng cách. Cái nguyên nhân thứ hai đó là bé bị bỏ bú sớm hoặc là bú hoàn toàn sữa công thức và không được bú sữa mẹ. Bởi vì sữa mẹ là một thành phần, là một thực phẩm giúp cho bé có hệ tiêu hóa tốt, có hệ miễn dịch tốt, mà nhiều mẹ lại thay thế sữa mẹ bằng sữa công thức cho con. Đấy là một cái suy nghĩ sai lầm hoàn toàn và dẫn đến tình trạng suy dinh dưỡng của bé. Không sữa công thức nào tốt bằng sữa mẹ, trừ khi mẹ nhiễm những căn bệnh như viêm gan B hay là những bệnh gì mà bác sĩ hướng dẫn mẹ là không nên cho con bú sữa mẹ thì mẹ mới không nên cho thôi. Còn thực chất nếu những bạn nào có đủ điều kiện cho con bú sữa mẹ, nếu thì gặp tình trạng ít sữa hay thiếu sữa thì các bạn có thể xem lại video đầu tiên của kênh Mẹ Bé Thủy Thảo để biết được cái cách làm sữa nhiều hơn, đặc hơn và giúp cho sữa mình nhiều hơn nhá. Bây giờ thì mình sẽ tiếp tục đến cái nguyên nhân thứ tư, đó là bé biếng ăn hoặc là bé ăn quá ít. Và bởi cái lượng ăn quá ít như vậy thì bé sẽ không đáp ứng đủ được cái nhu cầu hoạt động dinh dưỡng hàng ngày của bé, với đặc biệt là những bé mà hay nghịch, hay tăng động quá hay nghịch quá thì sẽ không đáp ứng đầy đủ được dinh dưỡng và dẫn đến cái tình trạng suy dinh dưỡng của bé, suy dinh dưỡng thấp còi. Cái nguyên nhân thứ năm là bé mắc những căn bệnh nhiễm trùng về đường hô hấp hay là đường tiêu hóa, rối loạn tiêu hóa, bé bị tiêu chảy hay bị táo bón, rồi bị những căn đường nhiễm trùng đường hô hấp như viêm phế quản, viêm đường hô hấp trên, rồi viêm phổi. Đấy là những căn bệnh ảnh hưởng tới việc mà lên cân của bé. Vì là khi mà bé bị những căn bệnh như thế thì bé sẽ phải sử dụng rất nhiều kháng sinh, và chắc chắn rồi kháng sinh nó có chức năng sẽ kháng bệnh nhưng cũng sẽ làm ảnh hưởng tới sức khỏe của bé. Và đầu tiên có thể nhận thấy đó là bé sẽ bị tình trạng rối loạn tiêu hóa và bị đi ngoài. Rồi khi mà sử dụng kháng sinh nhiều thì bé sẽ bị lờn với kháng sinh và rất nguy hiểm đối với những bé nào sử dụng kháng sinh quá nhiều. Và một trong những cái nguyên nhân gây đến tình trạng suy dinh dưỡng thấp còi ở bé đó là dùng kháng sinh, do bé bị nhiễm các bệnh về viêm đường hô hấp trên, viêm phổi, rồi nhiễm đường hô hấp, viêm nhiễm đường hô hấp, nhiễm trùng đường ruột. Đấy là những cái nguyên nhân dẫn đến suy dinh dưỡng của bé. Và qua những cái nguyên nhân đấy thì các mẹ tìm ra những cái dấu hiệu để biết được con mình có suy dinh dưỡng hay không. Thì các mẹ hãy cùng theo dõi với mình qua những dấu hiệu này nhé. Đầu tiên thì là bé chậm tăng cân. Chậm tăng cân từ 2 đến 3 tháng mà bé không lên được lạng nào, không lên được ký nào. Đặc biệt là đối với những bé giai đoạn từ 0 đến 4 tháng tuổi là cái giai đoạn tăng cân nhanh chóng của bé. Mà bé không thể lên cân được thì chắc chắn là bé đang bị gặp cái tình trạng là suy dinh dưỡng. Tiếp theo cái dấu hiệu thứ hai đó là bé chậm phát triển về chiều cao. Chậm phát triển chiều cao thì các mẹ thể theo dõi trong vòng 2 đến 3 tháng mà bé không lên được một cm, một mm nào cả thì bé cũng đang gặp tình trạng suy dinh dưỡng thấp còi. Cái dấu hiệu thứ ba đó là bé bị biếng ăn và hoặc là ăn ít. Thì chắc chắn rồi, bé biếng ăn và ăn ít thì sẽ dẫn đến cái tình trạng suy dinh dưỡng thấp còi. Đấy là cái dấu hiệu thứ ba mà các mẹ nên theo dõi. Dấu hiệu thứ tư đó là bé kém hoạt bát. Bé kém hoạt bát và hay quấy khóc. Và đặc biệt là đối với những cái mốc phát triển quan trọng như bé tập đi này, bé mọc răng này thì bé lại chậm. Và khi mà bé bị suy dinh dưỡng rồi, bé không còn đủ sức để có thể bắt đầu là tập đi này, kiểu như nhiều bé thì bị chân yếu này, rồi nhiều bé thì không đủ canxi để mọc răng. Thì đấy cũng là những cái dấu hiệu mà cho biết được rằng bé đang bị tình trạng là suy dinh dưỡng thấp còi. Và cái tiếp theo đó là cái dấu hiệu thứ 5, đó là bé khó ngủ, đêm ngủ thì hay giật mình và giật mình rồi hay quấy khóc vào lúc nửa đêm. Thì trong những cái video ngày hôm trước, kênh Mẹ Bé Thủy Thảo cũng đã đưa đến cho các bạn một cái ví dụ và những cái dấu hiệu mà bé bị thiếu vitamin D. Rồi đấy, khi mà bé bị thiếu vitamin D thì chắc chắn là tối ngủ bé hay giật mình, là hay quấy khóc, cũng như là ra mồ hôi trộm. Thì những cái dấu hiệu như vậy thì các mẹ phải suy đoán được rằng bé đang gặp trong những cái tình trạng đó là bị suy dinh dưỡng thấp còi. Cái dấu hiệu thứ 6 đó là cơ bé nhão và không chắc, tức là khi mà mình sờ vào cơ của bé này thì nhão và không chắc. Có những bé nhỏ người nhưng mà lại rất chắc thì bé không bị tình trạng suy dinh dưỡng thấp còi, nhưng với những bé mà cơ nhão và không săn chắc thì bé cũng đang gặp tình trạng đấy. Dấu hiệu thứ 7, dấu hiệu thứ 7 là bé dễ dàng bị mắc các bệnh như nhiễm trùng và rối loạn đường tiêu hóa, rối loạn đường hô hấp. Thì khi mà bé bị suy dinh dưỡng thấp còi thì chắc chắn là thể trạng của bé sẽ yếu và bé dễ bị nhiễm những căn bệnh về suy dinh dưỡng, nhiễm những căn bệnh về hô hấp, rồi nhiễm những căn bệnh về tiêu hóa, bởi vì thể trạng của bé kém mà bé không thể có đủ sức để kháng lại những căn bệnh, đặc biệt là khi mà có những bệnh dịch hoặc là khi thời tiết thay đổi. Thì với những bé có thể trạng yếu như vậy thì chắc chắn rồi bé sẽ dễ bị nhiễm bệnh hơn là với những bé mà có thể trạng khỏe mạnh. Tiếp theo, dấu hiệu thứ 8 để thấy được đó là bé da xanh xao. Thì cái dấu hiệu này là một cái dấu hiệu phải gần như là chuyển biến nặng rồi, với những bé là suy dinh dưỡng nặng rồi. Thì các mẹ sẽ thấy được da của bé xanh xao và gầy, cái da của bé xanh xao và các bạn sẽ thấy nó nhợt nhạt xanh xao. Đấy là một cái dấu hiệu chuyển biến nặng rồi. Đấy là 8 dấu hiệu mà các bạn biết để tìm ra được cái nguyên nhân mà để biết được con mình có bị suy dinh dưỡng thấp còi hay không. Và để phát hiện ra một cách sớm nhất, để bố mẹ can thiệp một cách sớm nhất, thì các mẹ nên, cả bố cả mẹ nên theo dõi cái quá trình lên cân của con, cả về cân nặng, cả về chiều cao. Bây giờ thì kênh Mẹ Bé Thủy Thảo sẽ đưa đến cho các bạn một cái bảng về cân nặng, về có con gái này, có con trai này, về từ độ tháng tuổi từ 0 đến 10 tuổi, để các bạn xem cái bảng cân nặng đấy chuẩn của WHO để biết được rằng con mình nằm trong cái mức cân nặng nào, và biết được rằng con mình có bị suy dinh dưỡng hệ thấp còi hay không, và để can thiệp bổ sung sớm các loại vitamin, bổ sung sớm các loại sữa đầy đủ đạm, chất béo để giúp bé lên cân. Cũng như là nếu bé gặp tình trạng nặng rồi thì hãy nên tham khảo ý kiến của bác sĩ dinh dưỡng để can thiệp một cách sớm nhất và giúp cho bé được phát triển khỏe mạnh nhất. Đây là bảng chiều cao cân nặng của WHO của bé trai và bé gái. Các bạn cùng theo dõi với mình trong bảng này nhé. Mình sẽ đọc từng mốc cơ bản quan trọng thôi, và những bạn nào muốn xem rõ từng tháng của bé thì các bạn có thể xem kỹ cái bảng này hơn. Và bây giờ mình sẽ bắt đầu. Với bé sơ sinh thì cân nặng trung bình của bé trai phải đạt được 3,3 kg và chiều cao trung bình là 49,9 cm. Với bé gái, cân nặng phải được 3,2 kg và chiều cao phải được 49,1 cm. Đến mốc tiếp theo là mốc 6 tháng của bé, thì bé trai phải được 7,9 kg và chiều cao của bé phải được 67,6 cm. Bé gái phải được 7,3 kg và chiều cao của bé gái phải được 65,7 cm. Mốc 12 tháng là mốc quan trọng, bé tròn 1 tuổi. Chiều cao và cân nặng của bé trai. Đối với bé trai, cân nặng 9,6 kg, chiều cao 75,7 cm. Bé gái 8,9 kg và chiều cao 74 cm. Với mốc tiếp theo là mốc 24 tháng tuổi, bé được tròn 2 tuổi thì cân nặng của bé trai phải đạt 12,2 kg, chiều cao của bé trai là 87,1 cm. Bé gái 24 tháng, cân nặng trung bình là 11,5 kg, chiều cao trung bình là 86,4 cm. Với bé 3 tuổi, cân nặng của bé trai trung bình là 14,3 kg, chiều cao của bé trai 3 tuổi là 96,1 cm. Với bé gái, cân nặng trung bình 3 tuổi là 13,9 kg và chiều cao là 95,1 cm. Với bé 4 tuổi, bé trai là 16,3 kg và chiều cao là 103,3 cm. Bé gái là 16,1 kg, chiều cao 102,7 cm. Với bé 5 tuổi, bé trai phải được 18,3 kg, chiều cao là 110 cm. Bé gái cân nặng phải được 18,2 kg, chiều cao 109,4 cm. Với bé 6 tuổi, bé trai phải được 20,5 kg và chiều cao 116 cm. Bé gái 20,2 kg, chiều cao 115,1 cm. Với bé 7 tuổi thì bé trai phải được 22,9 kg, chiều cao 121,7 cm. Với bé gái phải được 22,4 kg, chiều cao 120,8 cm. Với bé 8 tuổi, bé trai phải được 25,4 kg, chiều cao 127,3 cm. Bé gái 25 kg, chiều cao 126,6 cm. Với bé 9 tuổi, bé trai phải được 28,1 kg, chiều cao 132,6 cm. Bé gái 28,2 kg, chiều cao 132,5 cm. Với bé 10 tuổi thì bé trai phải được 31,2 kg, chiều cao bé trai trung bình đạt được phải 137,8 cm. Bé gái 10 tuổi 31,9 kg và chiều cao bé đạt được là 138,6 cm. Các bạn vừa xem bảng về cân nặng chuẩn của bé từ 0 đến 10 tuổi, cả con trai và con gái, với cân nặng và chiều cao. Đấy là những cái thông tin mà kênh Mẹ Bé Thủy Thảo đã cung cấp, và các bạn nhớ hãy theo dõi bảng cân nặng này cũng như là theo dõi con của mình để làm sao phát hiện ra sớm nhất nếu bé bị tình trạng suy dinh dưỡng, cung cấp đầy đủ dinh dưỡng cho bé để bé phát triển nhé. Và mong là những cái kiến thức, những cái thông tin mà kênh Mẹ Bé Thủy Thảo vừa mang đến sẽ giúp cho các bạn có thêm thật nhiều kiến thức chăm sóc con của mình, chăm sóc gia đình của mình và giúp cho bé phát triển một cách toàn diện nhất. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau.